quá trời hỗn độn mình nè. Bây giờ là đang đi nấu cơm nè mọi người. Đó, bếp lửa đang phừng phực rồi. Đó, và đây là cái nồi nấu cơm bếp của em mọi người. Giờ hết tiền nha, hết tiền mua, hết tiền nấu cơm điện rồi, bây giờ chuyển qua nấu cơm bếp nha. Bà con coi em nấu cơm bếp như thế nào nè mọi người. Đây ha. Đây là cái nồi huyền thoại nè, mới nấu được có một bữa duy nhất và bữa nay là bữa thứ hai nè. Bây giờ em sẽ vô lấy gạo nha. Vô lấy gạo cho ha. Bắt lên, chuẩn bị bắt lên nè. Rồi nồi nấu 3 lon rưỡi nha. Đây gạo đây. Rồi 3 lon rưỡi nha mọi người. Tại đây có đông người ăn ha. Rồi đây là quá trình em đi cắt lá chuối nha mọi người. Cắt lá chuối đặng đậy nắp nồi cơm nha, cho nó kín hơi hơn nha. Rồi giờ cắt vô, rồi giờ cắt vô tới nè. Đó giờ để nó như thế này nè. Em cắt sao cho nó vừa cái nắp độ ok rồi nha. Đây mọi người nha. Cắt chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị nấu cho mọi người. Chuẩn bị nấu bếp củi nè. Nè, ngoài nước. Ngoài nước cho sôi là cho em nó lên và vào việc nấu thôi nha. Rồi quá trình đợi cái bếp lửa này nó sôi á mọi người. Thì bây giờ em đi ra vườn rau nha. Quay cái vườn rau cho mọi người cũng thấy nó như thế nào nè. Covid quá cho nên là ở nhà nói chung cũng lâu quá không có lên YouTube thường xuyên, cho nên hôm nay cho bà con mình coi thử ở nhà em làm việc nó như thế nào nha. Em ra cho con bà con mình xem cái vườn rau của em nó như thế nào mọi người, cho bà con mình biết trồng rau đồ ăn để chống Covid nha, khỏi đi ra chợ ra ngoài đường nhiều nha mọi người. Cho nên là mọi người hãy xem cái video này xem chơi vui đỡ buồn nha. Rồi, quá trình của em đi ra vườn rau có thứ như thế nào nha mọi người, bà con mình xem chơi vui đỡ buồn nha. Rồi tiếp tục ra vườn rau nha mọi người, quay xung cảnh cũng xung quanh nè. Trồng rau muống này nha, rau muống nè, cải nè, nước tưới nè, đó, rau sạch nha, không thuốc nha, không thuốc bảo vệ thực vật, không thuốc trừ sâu nha, rất là ngon lành cành đào luôn ha. Nhà thì chỉ có 4 người, 5 người ăn thôi ha. Đó, như đây là đủ rồi nha. Ngoài rẫy thì có khổ qua, qua rừng nhiều lắm nha mọi người, khổ qua rừng rồi bồ ngót nữa ha. Nói chung sống ở đây thì không đi chợ thường xuyên thì rất là rau nhiều trong vườn, mồng tơi nha mọi người, mồng tơi rừng nha. Đây là mồng tơi rừng nè, đây mồng tơi rừng mập gốc cái này nè, rất nhiều luôn. Bên kia cũng có một bụi nữa đó, mồng tơi rất là đẹp luôn nha mọi người, rất là tươi tốt luôn ha. Đó thì nói chung không làm việc gì nhiều, chỉ có vòng vòng nhà thôi ha. Lúc giãn cách xã hội như thế này thì ở nhà trồng rau nè, đào ao nuôi cá nè. Rồi bây giờ em tiếp tục vào để nấu cái nồi cơm lên nha mọi người. Bà con mình coi hết cái video này để coi cái nồi cơm của em nó có ngon hay không nha. Đây, vào tới nhà rồi nè mọi người. Đó, đây cũng có mồng tơi nè, bạc hà rửa, bạc hà này tự nhiên mọc rồi mọi người, rất là nhiều luôn, rất nhiều luôn nè. Ăn tha hồ là không phải đi chợ nè, không phải mua rau gì nấu canh chua đâu ha. Bạc hà rồi khoai nè, khoai môn á. Khoai môn nó nấu canh ăn rất là ngon luôn, nấu canh xương á. Đây ha. Đó, bạc hà bà con mình nhìn quá trời luôn ha. Khu vườn nhà em thì nói chung rau cỏ ăn uống khá là ngon, khá là nhiều, không có tốn tiền gì mấy nha mọi người. Đó. Rồi tiếp tục đổ nước này vào ấm nước sôi rồi em sẽ nấu nồi cơm nha. Quá trình nấu nồi cơm sẽ chuẩn bị bắt đầu. Tiếp theo là chuẩn bị bắt nồi cơm lên nha mọi người. Bếp nước đã bỏ xuống rồi nè. Còn rảnh quá không biết làm gì đâu. Làm video này cho bà con mình biết không có phải cuộc sống nào nó cũng đơn giản đâu. Phải cố gắng lên, cố gắng làm tất cả những gì tốt đẹp nhất, những gì tiết kiệm nhất có thể nha mọi người.
những lúc khó khăn như thế này thì bà con mình hãy chú ý giữ gìn sức khỏe nha, và hãy tập trung giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân mình và cho gia đình nhà mình nha mọi người. Lửa nè, lửa quá cháy, bỏ bớt kìa, để nấu cơm nó hỗn quá thì nó không ngon đâu nha. Khói không là khói, đi ra ngoài cho nó đỡ khói nha mọi người. Đó, chờ cho khoảng nó có bếp củi thì tầm khoảng nửa tiếng là nó chín nè. Đây là chim nè, chim chắc nó cho nuôi chơi đỡ buồn nè. Con này rất dạng kêu dữ lắm. Con này rất là sung nha, kêu dữ lắm. Còn bên này là con cưỡng nè. Đâu rồi. Bé đó nè, bé này nó nuôi từ nhỏ, nó rất là dạng luôn, mà nó chưa biết nói chuyện gì hết trơn, đâu có tập nó đâu nói. Rồi tiếp theo nha mọi người, cái này nè, cái nắp nó hở quá, bỏ cục gạch lên nè, để em coi cho cái nồi cơm nó sôi lên như thế nào nè. Đó, bỏ cục gạch xuống nè, lấy cái nắp ra nè, nó cũng khá là nóng nha, để coi nó sôi như thế nào. Rồi xế cái nồi cơm lên coi nó có dư nước không, dư nước thì đổ ra bớt, nhưng mà chắc nước ra bớt nha. Nước cơm này uống hơi bị ngon luôn á, nước cơm này bỏ đường với tí xíu muối vô nha. Này nước này em nghĩ là quá là ok rồi đó, không cần phải đổ cái đâu đó. Giờ đẩy nắp lại ha, đẩy nắp lại đợi khoảng tầm khoảng 5 phút nữa là lấy củi ra bớt nha mọi người, lấy củi ra bớt tặng cho nó không có bị cháy nha. Cái này là nồi cơm này nấu là có xím thôi nha mọi người, nấu cơm xím ăn rất là ngon ha. Rảnh nữa làm cái nồi mở hành lên test là hơi bị ngon luôn rồi nha. Chuẩn bị đón một nồi cơm bếp có cơm xém nha mọi người, cơm cháy rất là ngon rồi luôn. Bây giờ là cũng bớt lửa rồi nha mọi người, bỏ bớt lửa rồi. Giờ nồi nóng quá, giờ ra ngoài này tâm sự tí xíu ơi, coi thử như thế nào. Chỗ bà con mình chắc em nghĩ dịch bây giờ không biết nó có ổn hay không, mà cậu mong sao nó sớm ổn, không biết nó có vượt qua được hết cái tháng 9 này, nó bớt dịch đi không, để bà con mình chuẩn bị đón cái mùa xuân thật là vui lành, thật là an lành và hạnh phúc nha mọi người. Cũng cầu mong nó sẽ sớm chấm dứt ha. Đây là cái vườn bông nè, bữa giờ dịch có làm gì đâu ở nhà đó, khui làm nè, bông nè, lấm chân nè mọi người đó. Trồng cái này cái kia đỡ buồn nè đó, trồng lật giặt vậy chơi để buồn nha. Còn bình thường thì không có thời gian rảnh đâu, bình thường thì phải dọn xe nha mọi người, bình thường dọn xe đi mua xe rồi tiếp khách. Thì nói chung dạo này dịch quá, em không có dám tiếp khách ở xa mọi người ơi, cho nên bà con mình thông cảm. Vì nếu anh chị em bà con thật sự yêu thương em, ủng hộ em thì nói chung biết qua kênh của em rồi, thì bà con ủng hộ có mua xe em mùa dịch thì một là cọc tiền qua dịch lấy xe ha, còn không thì chuyển tiền. Em sẽ cho xe kéo, nó kéo tặng nhà cho mấy anh chị luôn. Đó, đây nè, ở nhà trồng nè, đó, em trồng cà chua nè mọi người. Cà chua này lên nè, xanh quá trời nè. Mà không biết có ăn được hay không thì chưa biết nha, chưa biết kết quả, chưa có trái nha. Nè, ưng cà chua lên quá trời luôn nè. Cà chua này hột, mua cái trái về, mổ ra, phơi. Phơi cho nó ráo cái xong cái em để em ngâm nước cái cho nó nở nha mọi người, cho nó nứt mọng lên. Rồi cái em đào sẵn đất, cái em bỏ thêm ít phân dê hay là phân bò gì đó, cái là em ương trong vòng 4-5 bữa là thấy nó nứt lên rồi. Nứt lên là cái đó là chắc khoảng được 8 ngày đó, 8 ngày nó nứt lên cái nhỏ nha, còn cái lớn chắc trồng chắc không phải nửa tháng rồi đó. Rồi vô tới bếp nè, để em chuẩn bị em mở lên cho mọi người xem nó như thế nào nè, coi thử nồi cơm nó ngon hay không nè. Đó, phía sau lưng em là cái bếp nè, bình thường nấu cái bếp đó mọi người. Đó, bình thường nấu cái bếp đó đó. Rồi giờ ra em coi thử cái nồi cơm nó như thế nào. Rồi hồi nãy đi vào nhà nghe điện thoại, giờ ra coi nồi cơm nè, cái bếp nè. Bây giờ lấy cục gạch xuống nè mọi người. Đó, lấy cục gạch xuống, lấy nó đổ xới cái nồi cơm thử nó có ngon lành cành đào không.
hay là nó không ăn được nha. Em nghĩ rất là ngon luôn á. Đây ha, đây là thành quả đây mọi người. Em quay cho mọi người coi nha. Nè, đó là cơm rất là ngon luôn, nhìn rất ngon nha. Rất là trắng, gạo này hình như mua có 12-13 ngàn ký nha. Em nghĩ là giờ ở chỗ của mọi người chắc cũng còn rất là nhiều anh chị em bà con mình nấu cơm bếp ha. Cơm bếp thì ăn ngon hơn cơm điện rất là nhiều nha mọi người. Sẽ ăn thử nó ngon. Nó tuyệt vời đó. Để thêm tầm khoảng rất là dẻo luôn nha. Này để thêm chừng khoảng 5 phút nữa. 5 phút nữa là để cho nó nguội thiệt nhỏ lửa, thiệt nhỏ lửa luôn. Là nó mới ngon nữa. Cơm chín rồi mọi người. Đó. Thành quả đã xong rồi đó. Giờ em hạ lửa bớt nha. Đó. Nấu nồi cơm nó cũng nó cơm bếp nó khá là vất vả nha. Đó. Ví dụ như có nồi canh hay gì á thì nấu chung được nó cũng vui nha mọi người. Còn này nấu cơm không mà, em nấu cơm hả? Canh với lại đồ ăn thì đa số làm ở trong, tại vì thích ăn cơm bếp hơn là cơm điện ha. Cũng mới nấu cơm bếp vậy thôi à, chứ bình thường là nấu cơm điện không à. Tại vì lúc này rảnh mọi người, lúc này rảnh mới có thời gian nấu à, chứ bình thường à vợ em nấu không à, vợ nấu cơm, nấu đồ ăn nè. Bà con ngồi tí xíu nữa coi em nhắc nồi cơm vô nhà nha. Rồi mọi người ơi, tới lúc coi thành quả như thế nào nè. Đó, nồi cơm em đã hạ xuống đây nè mọi người. Đó, hạ xuống dưới than nè. Để cho nó có cơm xím ăn nha. Để thử cơm nó có ngon hay không thì em mở cái cho bà con mình xem rồi. Cho bà con mình biết cái em có nấu được cái nồi cơm này nó có ngon không, có chất lượng không nha mọi người. Như cái xe em bán ra hay không nha. Để cho mọi người xem nha. Mà bị thơm quá, thơm lắm luôn rồi đó, có cơm xím nhiều rồi đó mọi người, đó, rất là thơm luôn nha, nè. Cơm rất là trắng luôn, em quay cận cảnh mọi người cùng xem nè, có cơm xím nè, rất là ngon nha, gạo rất là ngon luôn, cơm này vừa nha, không nhão mà cũng không khô ha, nói chung độ nấu cơm bếp của em cũng khá là chuẩn nha mọi người, mấy chục năm rồi. Mà nấu lại nó vẫn còn ngon ha. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Và bà con mình nhớ đón nhận em bằng những cái video tiếp theo nha mọi người. Rảnh thì em sẽ lên những cái video cho bà con mình. Nếu mà có ở trong khu cách ly, nếu mà bà con mình có đăng ký kênh của em á, thì em làm những cái video đời sống ở cuộc sống của em, cũng như xung quanh cuộc sống có gì vui hay là có gì chia sẻ thì em chia sẻ với mọi người cùng xem chơi đỡ buồn nha mọi người. Thì bà con thấy hay thì hay là xem chơi đỡ buồn mà con mình thấy được thì bà con mình nhớ like cho em và nhớ để lại comment bên dưới nha. Em sẽ trả lời tất cả anh chị em bà con của mình nha. Những ngày giãn cách xã hội này thì chẳng có gì để làm và cũng chẳng có gì để cho nó tích cực hơn, thì bà con mình xem những cái video và vận động sức khỏe nha. Bà con mình hãy tập thể dục nhiều vô nha mọi người, để tăng cường sức khỏe và để trao dồi cái năng lượng, trao dồi cái gì gọi là sức khỏe tốt nhất cho mọi người, đặng cho nó vượt qua cái đại dịch này ha. Cả nước Việt Nam mình cùng nhau cố gắng và mọi người dân của mình hãy cùng nhau mà giúp đỡ đất nước nha mọi người. Hãy ra đường khi thật sự có việc cần thiết nha. Rồi em xin chúc toàn thể anh chị em bà con của mình, cả nhà trên YouTube của mình có một ngày thật là vui vẻ, trẻ đẹp và vượt qua đại dịch này để cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình và nuôi cuộc sống này nha mọi người. Rồi em chào tất cả mọi người.